Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp ở nông thôn. Lại là mình đây, lại là Nguyễn Tất Nhiên đây, thường xuyên cập nhật những mẫu nhà mới nhất hiện nay để chia sẻ với các bạn, cũng thường xuyên đi tư vấn phong thủy thiết kế nhà đẹp toàn quốc. Hôm nay mình đang có mặt tại Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc để chia sẻ với các bạn một cái mẫu biệt thự nhà vườn mái Nhật 2 tầng, hay mình gọi nó là Bạch Công Tử đây. Bạch Công Tử này thì cao to, chắn dẻo, đẹp trai và không gian ở bên trong rất là phóng khoáng. Khi mà các bạn chọn cái mẫu 2 tầng đó, thì nó vừa tiết kiệm không gian, vừa tiết kiệm tiền bạc và nó sẽ phù hợp với cái ngôi nhà mà gia đình trẻ và nhiều thế hệ các bạn nhé. Giờ mình xin quay lại màn hình chính để các bạn có cái sự trải nghiệm nhiều nhất về ngôi nhà. Ngôi nhà đang có cái diện tích đất mặt tiền là 15m các bạn nhé, đến hết cả cái quán cũ ở bên này đó. Còn diện tích của ngôi nhà thì đang là 8,6 phủ bì nhân với 12,8 phủ bì. Đấy. Và ngôi nhà thiết kế theo phong cách mái Nhật. Và đây cả một dãy mái Nhật luôn này các bạn này. Đấy. Và các bạn hình dung chưa ạ? Những cái đường nét rất là thẳng phẳng, đơn giản, tối giản luôn đấy ạ. Tối giản thì nó chính là cái quan điểm xây dựng ngôi nhà của người Nhật. Tối giản để mình có một cái cuộc sống cân bằng nhất, thanh thản nhất, thanh bình nhất. Đó. Ngôi nhà đang có một cái view hồ rất là đẹp luôn. Chút nữa mình lên trên trên sảnh hiên, mình sẽ quay cho bạn tham quan cái view hồ cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Và các bạn nhìn cái cổng tường rào này của bạn có đơn giản không ạ? Rất là đơn giản luôn. Và cổng thiết kế cổng bốn cánh cắt CNC sắt sơn tĩnh điện kết hợp giữa màu trắng và màu cà phê, nó thể hiện cái nét trẻ trung của ngôi nhà đấy. Em ngựa sắt của mình này, em ngựa sắt của mình nó thường xuyên đi cập nhật những mẫu nhà mới để chia sẻ với các bạn. Cái mẫu ngay bên cạnh này thì mình đã chia sẻ với các bạn rồi nhá. Cái mẫu này mình đã quay 2-3 lần rồi đấy, hai cái mẫu hai bên này. Giờ mời các bạn đi vào bên trong để tham quan không gian của ngôi nhà. Bên dưới thì không biết là đá hay là gạch giả đá đây, đá xẻ Thanh Hóa đây. Đá sần chống trơn. Ngôi nhà thiết kế 3 bậc, 2 tầng rồi thì các bạn cũng chỉ cần thiết kế 3 bậc thôi. 3 bậc nó cũng có ý nghĩa là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Khi mà thiết kế 5 bậc thì tính sinh lão bệnh tử, lên bậc số 5 là cung sinh. Còn khi chúng ta thiết kế 3 bậc thì ý nghĩa của nó là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cái thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì cũng là cái ý tưởng mà mình chia sẻ cái quan điểm phong thủy trên kênh của mình đấy ạ. Và bạn này thì thiết kế không có cột, không làm cột để cho sảnh nó có cái sự thoáng đãng nhất và nó cũng rất là tiết kiệm đấy các bạn ạ. Nếu mà thiết kế hai cái cột thì cảm giác là nó bề thế hơn nhưng nó cũng sẽ tốn tiền hơn. Đơn giản để tiết kiệm. Thiết kế hệ cửa bốn cánh, hai bên cánh nhỏ hơn và chính giữa thì hai cánh chính giữa là to hơn 80. Và đi qua cửa chính là đến phòng khách. Phòng khách này đang có chiều sâu phòng khách khoảng hơn 6m các bạn nhé. Bức tranh thủy mạc. Tuy nhiên mình có góp ý một chút là khi chúng ta ở thôn quê rừng núi nhiều rồi thì các bạn có thể thay thế vào những cái bức tranh này, đó là bức tranh thuyền biển hoặc thành phố thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Tuy nhiên bức tranh này cũng là rất là đẹp rồi, nhưng mà cái cảnh này nó gần như là cảnh nó vẫn đang đồng với cảnh thôn quê của chúng ta. Cái phòng khách của bạn diện tích khoảng hơn 30m² kết hợp với phòng thờ, nó sẽ vay mượn cái không gian của phòng thờ, và phòng thờ là có diện tích 16m². Cái trang trí trong phòng thờ các bạn thấy không ạ, cũng rất là đơn giản và theo phong cách Nhật này. Cái án gian cái của ngôi nhà Nhật ấy, thì đục chạm rất là ít, đơn giản. Vâng, cô cho con xin ít điện để cho đẹp. Các bạn thấy phòng thờ có đẹp không? Và bên trên kia là có một cái ô thoáng để lấy sáng cho căn phòng. Cắt CNC để chắn cho nó kín cái khu vực cái án gian mà mình ngồi từ bên phòng khách không nhìn thấy các bạn nhé. Đó, cũng rất là hợp lý đấy ạ. Ngăn mà không ngăn, ngăn nhẹ nhẹ thôi để nó đảm bảo độ thông thoáng. Và ngay cửa, cái cửa lách kia là để đi xuống khu vực bếp. Bếp thì cô đã thiết kế tách riêng ra, nó không liên quan đến ngôi nhà, nó không mùi mẽ vào ngôi nhà. Và đây cũng là cái cách làm mà rất nhiều bác ở nông thôn đã lựa chọn. Đó.
Tuy nhiên nếu chúng ta mà thiết kế bếp ở trong ngôi nhà thì lại cần phải có những cái giải pháp mà phải cách ly được khu bếp để khi nấu nó không bay mùi ra ngôi nhà. Và ngay phía sau phòng thờ là không gian của cầu thang. Khoang cầu thang này có chiều rộng phủ bì là 2m6 và mặt bậc cầu thang là 1m1, thì còn cái khoảng trống nó khoảng 40 các bạn nhé. Khoảng trống khoảng 40. Và khu vực gầm cầu thang này sau là sẽ thiết kế hệ tủ âm tường. Đó. Khoang cầu thang cũng rất là thoáng sáng này. Và mời các bạn đi vào tham quan không gian của phòng ngủ. Hai phòng ngủ bên dưới đều có phòng vệ sinh khép kín hết. Phòng này là phòng vệ sinh chung. Vệ sinh chung khách có thể dùng được. Đó. Mời các bạn vào tham quan phòng ngủ này. Thông quê bây giờ không cần phải làm xong nữa các bạn nhé. Bây giờ kẻ trộm không vào nhà để lấy, không có cái gì để lấy đâu. Tiền của để ngân hàng hết rồi. Mà trộm bây giờ thì cũng không lấy tivi, không lấy máy bơm nữa đâu. Tiền thì càng không có. Đấy. Phòng này là thiết kế đồng bộ này. Diện tích sử dụng thì chắc còn khoảng 14m2 thôi ạ. Và đây có một cái bồn rửa tay. Bồn rửa tay này rất có tác dụng các bạn nhé. Bởi vì khi nếu có người sử dụng ở trong rồi thì người bên ngoài vẫn có thể đánh răng rửa mặt, nó không bị ùn tắc. WC khép kín nhỏ xinh, vừa đủ dùng, tắm ở phía trong. Đó. Gọn gàng ngăn nắp và cái ô thoáng ở trên kia là làm đúng rồi các bạn nhé, làm kịch trần. Ô thoáng và bạn vẫn có cái nỗ để lắp quạt thông gió đấy, chưa lắp. Ngôi nhà thì mới hoàn thiện, đang trong quá trình hoàn thiện. Thậm chí là cửa vẫn chưa sơn đâu các bạn nhé, cửa vẫn đang để mộc. Nhờ các bạn đừng thắc mắc là tại sao cửa nó bẩn, đang để mộc để cho gỗ nó co ngót lã sau mình hoàn thiện sau. Là mời các bạn lên trên để tham quan tiếp không gian tiếp theo. Ở cầu thang này chúng ta mở được càng nhiều cửa thì càng tốt các bạn nhé, vừa cửa lấy sáng vừa lấy gió nữa. Những cửa này thì mới đang chỉ là lấy sáng thôi, chưa có lấy gió. Những cái vị trí mà chúng ta đứng có thể mở được thì chúng ta mở lấy gió nữa thì càng đẹp. Cầu thang vuông hai chiếu nghỉ là cách làm đúng rồi các bạn ơi. Đấy. Và đến cái chiếu nghỉ này nhá, rất nhiều bạn là để cho các bác thợ đá là làm cho nhà mình là vá víu. Như đây là cách làm đúng và tiết kiệm và đơn giản này. Các bạn chỉ cần cắt cho mình một cái ô vuông và để diềm đá như này thôi. Chính là cái đá trắng cổ bậc đấy ạ. Nó cũng rất tiết kiệm cho chủ nhà và nó cũng thẩm mỹ luôn. Rất nhiều bạn là làm đá là cứ ghép hai cái mảnh đá mà nó vá víu cái công trình của chủ nhà. Mời các bạn lên trên tầng 2 để tham quan xem là bác thiết kế là những gì. Cảm ơn quý vị và các bạn đang xem video trên kênh của Nguyễn Tất Nhiên. Nếu bạn thấy chia sẻ của mình chân thành hữu ích, hãy cho mình một nút thích kênh, một nút đăng ký kênh. Cần tư vấn phong thủy thiết kế nhà đẹp, các bạn hãy gọi cho mình số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ trực tiếp đến nhà khảo sát đất, tư vấn phong thủy và thiết kế căn nhà của bạn sang trọng, hiện đại và tiết kiệm chi phí. Đây là cái không gian ở bên trên phòng thờ các bạn nhé. Thì bác đang để trống và mình không ở bên trên để nó không phạm, không ngủ trên phòng thờ đấy ạ. Và đây là cái khoảng view hồ của ngôi nhà này các bạn này. Các bạn thấy có đẹp không? Ngôi nhà có khoảng view rất đẹp luôn. Giờ mời các bạn tham quan tiếp xem là trên này bác thiết kế được mấy phòng ngủ. Ngôi phòng ngủ trên này quá rộng luôn, bằng một cái phòng khách luôn. Và cũng có WC khép kín này, trên một trục đứng này. Ô, hình như nó đã quay chiếu phòng ngủ của bà ra nhỉ? Chưa quay phòng ngủ của bà, xin lỗi khán giả nhé. Chút nữa mình quay xuống quay lại cái phòng ngủ của bà. Cái phòng ngủ này WC khép kín là đang cùng trên một trục đứng với cái phòng ngủ bên dưới các bạn nhé. Phòng ngủ của bà đấy ạ. Và đây là phòng ngủ rộng nhất, phòng ngủ master của bạn chủ trẻ luôn. Và được thiết kế rất nhiều cửa luôn. Mải nói quá là nhiều khi bỏ sót phòng ngủ luôn này các bạn này. Thế là bên trên này cũng có 3 phòng ngủ luôn, chưa dùng tới. WC vẫn trên một trục đứng, vẫn tiếp tục. Và đây là cái điểm nhỏ nhỏ với các bạn nhé. Từ cái ô thoáng gác xếp này, xong là đi lên hệ mái ở bên trên này. Rất nhiều bạn khi mà thiết kế cũng như xây dựng là không để ý cái phần chui lên mái này các bạn nhé. Nó rất là nhỏ thôi nhưng nó thiếu. Và khu này là khu giặt khu phơi, khu nhà kho, không dùng đến. Phòng ngủ này cũng chưa dùng đến đâu các bạn ơi. Phòng ngủ này để dành cho các con sau này lớn rồi. Cái ngôi nhà của chúng ta thì xây là nó phải đáp ứng vài chục năm sau. Giờ mời các bạn đi xuống bên dưới để tham quan nốt cái phòng ngủ của bà nhé.
Mình xin lỗi, đi vội quá là chưa quay. Mời các bạn tham quan phòng ngủ của chủ tịch nhá. Chủ tịch thì có xem phong thủy luôn là cái két sắt là phải quay ra hướng cửa thì mới thu hút tài lộc, nhưng mà mình có góp ý với chủ tịch là cái két sắt này là phải kín đáo, quay hướng nào thì quay nhưng nó phải kín đáo. Tiền mà chúng ta để hở quá là nảy sinh lòng tham của người khác, nhiều khi là người ta không muốn trộm đâu, nhưng mà nhìn thấy tiền của chúng ta hở quá là người khác sẽ nhặt. Đấy, thì nó chính là cái tiền các bạn phải cất kín, thích hướng nào thì hướng nhưng nó phải cất kín. Và cũng được bố trí thiết kế đồng bộ nội thất của hai cái phòng ngủ dưới này các bạn nhé, hai phòng ngủ dưới và cái phòng ngủ master ở bên trên cũng là thiết kế đồng bộ đấy. Và VKC tất cả đều trên một trục đứng và đều có gác xếp hết đây này, nhưng mà ngôi nhà thì đang trong quá trình hoàn thiện, vẫn thiếu những cái cửa của cái gác xếp phòng vệ sinh đấy ạ. Và trên đấy các bạn có thể là lát sạch sẽ, ốp lát sạch sẽ để chúng ta cất cái đồ chăn màn, những cái đồ không dùng tới, cất nó gần như một cái nhà kho đấy. Thì trong cái ngôi nhà hiện đại chúng ta phải có nhiều cái khoảng, nó giống như nhà kho vậy thì cái ngôi nhà của chúng ta nó mới hiện đại các bạn nhé. Và phòng vệ sinh khép kín này. Đó. Gọn gàng, xinh xắn và cũng rất đầy đủ. Quạt hút, quạt sẩy, sửa, rồi ô thoáng, thông gió. Như vậy thì nó sẽ đảm bảo cái phòng vệ sinh nhé. Và cái phòng vệ sinh này mình vào không thấy mùi gì luôn, thì chứng tỏ là nó đạt yêu cầu. Thế còn những cái phòng vệ sinh mà các bạn đang ở rồi mà chúng ta vào mà cứ thấy nó có mùi hôi của phòng vệ sinh là không đạt yêu cầu đâu ạ. Là chúng ta lại phải nghiên cứu sửa lại thông thoáng. Cứ tắt cái điện này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tới đây. Nếu bạn thấy chia sẻ của mình chân thành, hữu ích, hãy cho mình một nút thích kênh, một nút đăng ký kênh. Cần tư vấn thiết kế các bạn hãy gọi cho mình số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ trực tiếp đến nhà khảo sát nước, tư vấn phong thủy và thiết kế căn nhà của bạn chuẩn đẹp không gian phong thủy. Mình xin kết thúc buổi chia sẻ này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn xây được những cái căn nhà thật đẹp, thật sang trọng và thật tiết kiệm, ngon bổ rẻ các bạn nhé. Mình xin chào và